because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'd always be your friend. Took a note, I'ma stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey. Under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the world has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'd always be your friend. Took a note, I'ma stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey. Under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey. You can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come into me, there's no distance in between our love. I'm gonna let the rain pour. I'll be all you need and more. When the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'd always be your friend. Took a note, I'ma stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey. Under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey. Under my umbrella. Ella, Ella, hey. Why you always in a mood? Looking round like a brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a few. Why you always in a mood? Looking round like a brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a few. I can never get attached when I start to feel like attached. Somehow I end up feeling bad. Baby, I'm not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Call is up for your cell phone in the room. And we'll apologize, don't look so confused. And you're starting it, now I'm in a mood. Now we're arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be your victim. Why you always in the mood? Fucking around like a brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I'm playing by your rules. Everything looks better with a few. Why you always in the mood? Fucking around like a brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I'm playing by your rules. Everything looks better with a few. So why you trying? But
I love you, though I may change my heart.
star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can't be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. I met you. I drank too much and that's an issue. Okay. Hey, tell your friends it was nice to meet them, but I hope I'll never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford, like that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting over. Mời anh Vũ sẽ present trước ạ. Chào Vũ. Dạ, em chào thầy. Dạ, nghe nghe nói gì không? Alo. Alo, mọi người có nghe em nói gì không? Nghe Vũ, chào Vũ, thưa Khánh đây. À, dạ, em chào thầy. Right,
Hôm nay không có làm mà xin nghỉ để làm này hả Vũ? Dạ đâu. Dạ đó thầy. Em thứ bảy nghỉ mà. Dạ. Bữa trước có một số mấy anh phía trước kia là gì đó. Thứ bảy mà không được pick. Rồi chứ thôi sợ ráng nữa hỏi nhiều quá rồi. Chạy đua thời gian nữa. Đâu mấy người kia OT á. Ok. OT buồn thứ bảy đúng không? Thứ bảy để thư giãn hả? Hay là tại mình lên sếp rồi mình thứ bảy mình được thư giãn rồi tụi nó làm tôi kệ tụi nó. Cái đó ai đâu biết đâu chứ. Chờ khoảng một hai phút nó đầu ha Vũ ha. Dạ. Để em tắt cái present. Thế thầy có thầy thấy cái màn hình của em chưa? À, thấy rồi. Thấy ok. Yeah. Chờ khoảng 5 phút nữa để giới thiệu xong rồi cái bắt đầu ha. Chờ mấy bạn một xíu. Yeah. Số lượt đăng ký confirm đã đến 120 bạn. Oh wow. Giờ mới có 54 thôi nè. Đúng rồi. Lên 62 rồi. À, 62 là tính cả em với thầy đó là 59 đó. Giờ bên dự án của Vũ là có bao nhiêu bạn web U hiện nay? Nhiều không? Dự án của em thì không, nhưng mà bên dự án khác thì có nhiều. Trước đó em cũng em có train cho một bạn, hai bạn. Uh-huh. Hai bạn. Uh-huh. Một bạn giờ đang ở bên dự án khác. Uh-huh. Còn một bạn thì giờ đang học FA. Nghĩa là training xong rồi nó nhỏ quá nó bỏ đi hay là mình ép nó quá nó bỏ đi. Dạ không phải. Đâu. Em training xong rồi nó đi đâu là do công ty chọn cho em đâu có chọn được đâu em. À thì nói đùa thôi tưởng sếp ép nó quá rồi nó bỏ đi chứ. Thank you.
Dạo này bên đó cũng làm work from home luôn hả Vũ, hay là đã vào công ty rồi? Ừ, em thì vẫn còn work from home. Còn mấy bạn khác thì vẫn work from home hoặc là work in office thì em không biết. Rồi, vậy thôi chúng ta bắt đầu đi ha. Tại thời gian đã bắt đầu rồi. Thì đầu tiên thì chào tất cả các bạn sinh viên đã tham dự cái chuỗi seminar liên quan chuyện Future Foundation. Thì chúng ta đã trải qua tất cả là 3 seminar, và trong đó có 2 seminar đầu tiên liên quan chuyện về front-end và back-end. Và chúng ta cũng đã cảm nhận được cái bức tranh sơ khởi của mình và việc vận dụng kiến thức của mình vào trong việc học tập như thế nào rồi. Thì hôm nay tiếp tục đến seminar thứ tư, có thể nói là seminar liên kết giữa cái seminar số 1 và seminar số 2, để cho mình thấy toàn cảnh câu chuyện làm gì, là cái mọi thứ ta học ở bên trong môn học đang là rời rạc với nhau, nó vẫn chưa kết nối được với nhau. Thì việc làm ứng dụng, phát triển ứng dụng tích hợp như thế nào, nó gặp phải những cái problem gì, những issue gì, thì chúng ta sẽ có khả năng giải quyết được ngày hôm nay và tìm hiểu coi những cái khả năng của mình về tương lai sau này, vẽ ra bức tranh của mình, hay cụ thể gần nhất là Orange Job Training. Thì hôm nay thì anh Nguyễn Ngọc Vũ ở bên công ty FPT Software sẽ trình bày cho chúng ta nghe về những nội dung đó và chia sẻ với ta những kinh nghiệm mà theo quan điểm của người đi trước, để chúng ta có thể học hỏi, có thể tiếp thu và trao đổi để tự nâng cấp chính mình lên. Rồi thì tiếp theo thì cảm ơn anh Vũ đã đồng ý tham gia và hỗ trợ ngày hôm nay cho nhà trường ở bộ môn. Thì giờ trả lại diễn đàn cho anh Vũ để anh có thể trao đổi với bạn sinh viên dễ dàng hơn. À, mời anh Vũ. Dạ rồi, anh cảm ơn thầy. Thì đến Vũ ha. Ở trong rồi mình đến Vũ ha. Thì